Chào quý vị và các bạn của mình nha. Bây giờ đó là mình đang làm cái món này là món xôi các bạn. Xôi này mình không biết đặt tên là xôi gì nha, xôi ngũ vị nha. Nãy mình bưng cái điện thoại vô đây nó lại bị mất sóng. Chắc là nóng quá nó bị gì đó nên nó bị mất sóng. Để nãy giờ nó khô hột cơm cha nó rồi. Hột nếp. Cầm cái iPad này nó nặng quá mọi người ơi. Mình phải trộn lên. Xôi này xôi ngũ vị nha. Trong đây mình gồm có nè. Nếp nè. Tôm khô nè. Bắp nè. Hột đậu. Đậu ốc chó đó. Đậu con gà đó. Rồi lá dứa nè. Đủ năm chưa? Lá dứa nè, 1, 2 là thần gạo nè, 3 là bắp nè, 4 là tôm khô nè, 5 là ốc chó đúng rồi. Đó. Mình đang xoay nồi xoay, thiệt là lớn luôn nè, không biết là ăn hết hay không nữa. Đây là lá dứa tươi nha mọi người, không phải lá dứa mà khô hay là lá dứa đông lạnh đâu nha, lá dứa tươi luôn đó. Thơm nứt mũi luôn, thơm nứt cái nhà rồi. Giờ mình sẽ đi ăn gỏi gà. Hôm qua mình làm gỏi gà ngon. Tắt cái đèn này các bạn, đi ra ăn gỏi gà chơi nè. Con cảm ơn.